Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cập nhật bảng giá xe ngày 19 tháng 8 2017, và cái bảng giá xe của tháng 8 này nó sẽ xuất hiện một cái tên mới thì nhằm giúp độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái bảng giá xe Honda tháng 8 2017, với mức giá này đã bao gồm thuế VAT. Trong tháng 8 này ấy thì giá xe Honda tại thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên giống đầu cái tháng 7. Thì thay đổi đáng chú ý nhất đó là sự xuất hiện của dòng Honda Ridge 217 với cái giá là 39,29 triệu đồng. Xe có 5 màu khác nhau gồm xanh lam, vàng, trắng, ngà, xanh lục và trắng nâu. Ngoài ra khi mua các mẫu xe máy của Way Alpha, Blade, Way RSX và Winner tại các cửa hàng bán xe Honda ủy nhiệm trên toàn quốc, bao gồm các cửa hàng bán xe và các dịch vụ do Honda ủy nhiệm. Và cửa hàng bán xe máy nó thông thường ấy nó sẽ được một thẻ cào điện thoại và trị giá là 600.000 đồng, gồm cả ba nhà mạng Viettel, Vinaphone hoặc là Mobifone. Và đây là cái bảng giá cập nhật. Video này cũng là video tổng quát về cập nhật cái bảng giá xe Honda tháng 8 2017 mới nhất từ hãng Honda và các đại lý ủy nhiệm trên toàn quốc, như là các dòng xe như là Honda Winner, Everest, SH, Way Alpha, Future, Lead, PCX, Vision, Super Dream, được chưa? Đó, đó là những xe mẫu xe của hãng Honda. Còn rất nhiều nữa của những dòng xe cao cấp hoặc là những dòng xe côn tay khác thì mình sẽ cập nhật sau. Còn đây là cái bảng giá chi tiết của xe Honda. Thì như các bạn đã biết từ lâu và đã khắc sâu vào trong cái tâm trí của người dân Việt Nam, thì Honda là một trong những thương hiệu xe máy của Nhật Bản đã chiếm lĩnh thị trường của Việt Nam trong hàng chục năm qua. Xe máy Honda nổi tiếng với cái sự vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa rẻ hơn các dòng xe khác. Và một điều quan trọng ai cũng phải thừa nhận rằng xe Honda nếu mà mua và bán lại thì nó sẽ được rẻ hơn các dòng xe khác. Tuy nhiên thì Honda cũng là một trong những hãng nó gây khó chịu nhất với các bạn về cái giá bán thực tế, giá bán lẻ thực tế nó luôn chênh lệch cao hơn với cái giá đề xuất của cái công ty Honda khá nhiều, và khiến cho người mua cảm thấy là tỏ ra rất là bức xúc. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái bảng giá xe Honda bán lẻ của cái đại lý ủy nhiệm của công ty Honda, và tại đây các bạn có thể tham khảo trực tiếp cái giá xe và cũng như giá bán của nó tại các thị trường khác nhau. Thì mỗi thị trường ấy thì mỗi khu vực hay là mỗi đại lý ủy nhiệm từng khu vực thì nó có thể có giá chênh lệch khác nhau một chút, thì bạn có thể tham khảo. Nhưng mà mình thấy là cái giá của tháng 8 ấy nó na ná, nó sẽ giống tháng 7, nó không khác gì, thì các bạn có thể là tham khảo. Thì bảng giá chi tiết như sau, mình sẽ đọc cái giá niêm yết của công ty Honda trước, sau đó đến giá thị trường các đại lý ấy, được chưa? Rồi mình sẽ nhập đọc một số bảng giá như sau. Ví dụ như thực ra thì đây cũng là một số xe phổ biến của Honda, được chưa? Đó. Thứ nhất đó chính là Honda SH 300i nhập khẩu từ Ý, thì giá niêm yết của nó là 248 triệu và giá thị trường của nó là 300 triệu. Honda SH 150cc phanh ABS, giá niêm yết của nó là 90 triệu và giá bán thị trường của nó là 98 triệu 500 nghìn đồng. Honda SH 150cc phiên bản phanh CBS, giá niêm yết của nó là 82 triệu và giá bán thị trường của nó là 87 triệu 500 nghìn đồng. Honda SH 125cc phiên bản phanh điện tử ABS, giá niêm yết của nó là 76 triệu và giá bán thị trường của nó là 78 triệu đồng. Honda SH 125cc phiên bản phanh BS, giá niêm yết của nó là 68 triệu và giá bán thị trường của nó là 72 triệu. Honda SH1 125cc phiên bản thời trang thì giá niêm yết của nó là 50 triệu 490 nghìn đồng và giá bán thị trường của nó là 53 triệu 500 nghìn đồng. Honda SH1 125cc phiên bản cá tính, giá niêm yết của nó là 50 triệu 490.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 60 triệu 500.000 đồng. Honda SH1 125cc phiên bản tiêu chuẩn, giá niêm yết của nó là 49
1.990.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 55.500.000 đồng. Honda MSX 125cc giá niêm yết của nó là 59.990.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 56.500.000 đồng. Honda PCX 125cc phiên bản cao cấp giá niêm yết của nó là 55.490.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 53.500.000 đồng. Honda PCX 125cc phiên bản tiêu chuẩn giá niêm yết của nó là 51.990.000 đồng, giá bán thị trường của nó là 50.500.000 đồng. Honda Everest 125cc phiên bản đen mờ giá niêm yết của nó là 40 triệu, còn giá bán thị trường của nó là 44 triệu đồng. Honda Everest 125cc phiên bản sơn tự tính cao cấp vàng đen xám đen giá niêm yết của nó là 40.990.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 40.500.000 đồng. Honda Everest 125cc phiên bản cao cấp đen bạc xanh bạc trắng bạc đỏ bạc giá niêm yết của nó là 39.990.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 40.600.000 đồng. Honda Everest 125cc phiên bản thể thao trắng đen cam đen đỏ đen giá niêm yết của nó là 37.990.000 đồng, giá bán thị trường của nó là 40 triệu đồng. Honda Winner 150 phiên bản thể thao giá niêm yết của nó là 45.500.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 39.500.000 đồng. Honda Winner phiên bản cao cấp giá niêm yết là 46 triệu đồng và giá bán thị trường là 39 triệu đồng. Honda Lead 125cc phiên bản cao cấp xanh vàng vàng nhạt trắng vàng đen vàng và giá niêm yết đó chính là 38.490.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 39 triệu. Honda Lead 125cc phiên bản tiêu chuẩn đen trắng xám đỏ nâu giá niêm yết của nó là 37.490.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 38 triệu đồng. Honda Lead phiên bản 2018 bản tiêu chuẩn giá bán của nó là giá niêm yết của nó là 37.500.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 38.500.000 đồng. Honda Lead 2018 bản cao cấp giá niêm yết là 39.300.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 42 triệu đồng. Honda Vision 110cc phiên bản cao cấp đen mờ giá niêm yết của nó là 29.990.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 32.300.000 đồng. Honda Vision 110cc phiên bản thời trang giá niêm yết là 29.990.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 31 triệu đồng. Honda Future 125cc phanh đĩa vành đúc giá niêm yết của nó là 30.990.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 30.800.000 đồng. Honda Future 125cc phanh đĩa vành nan hoa giá niêm yết của nó là 29.990.000 đồng và giá bán của nó là 29.800.000 đồng. Honda Future 125cc phiên bản bộ trễ hòa khí phanh đĩa vành lan hoa giá của nó giá niêm yết của nó là 25.500.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 25.500.000 đồng. Honda Way Alpha RSX 110cc phiên bản phun xăng điện tử phanh đĩa vành đúc giá niêm yết là 23.990.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 24 triệu đồng. Honda Way Alpha RSX 110cc phiên bản phun xăng điện tử phanh đĩa vành lan hoa giá niêm yết của nó là 22.490.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 24.300.000 đồng. Honda Way Alpha RSX 110cc phun xăng điện tử phanh cơ vành lan hoa giá niêm yết là 21.490.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 23.200.000 đồng. Honda Way RSX 110cc phiên bản bộ trễ hỏa khí phanh đĩa vành đúc giá niêm yết của nó là 21.990.000 đồng, giá bán thị trường của nó là 23.700.000 đồng. Honda Way RSX 110cc phiên bản chế hỏa khí phanh đĩa vành lan hoa giá niêm yết của nó là 20.490.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 20.700.000 đồng. Honda Way RSX 110cc phiên bản bộ chế hỏa khí phanh cơ vành lan hoa giá niêm yết của nó là 19.490.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 20 triệu đồng. Honda Blade 110cc phiên bản thể thao phanh đĩa vành đúc giá niêm yết của nó là 20.600.000 đồng và giá bán thị trường của nó là 20.800.000 đồng. Honda Blade 110cc phiên bản tiêu chuẩn phanh đĩa vành lan hoa giá niêm yết là 19.100.000 đồng, giá bán ra thị trường của nó là 19.700.000 đồng. Honda Blade 110cc phiên bản tiêu chuẩn phanh cơ vành lan hoa giá
niêm yết là 18.100.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 18.700.000 đồng. Honda Super Dream, Super Dream đó chính là một trong những hãng xe của Honda hiện tại đã không được sản xuất tại thị trường Việt Nam do không đáp ứng được khí thải Euro, cho nên ấy, thì hãng xe này đã được tạm ngừng sản xuất tại thị trường Việt Nam nhưng mà vẫn có hàng để bán, cho nên là nó vẫn cập nhật giá tại cái bảng giá này. Honda Super Dream 110cc nâu huyền thoại, giá niêm yết là 18.700.000 đồng và giá bán ra của nó, bán ra các đại lý của nó là 19.500.000 đồng. Honda Super Dream 110cc đen lịch lãm, giá niêm yết là 18.990.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 19.600.000 đồng. Honda Super Dream 110cc vàng thanh lịch, giá niêm yết của nó là 18.990.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 19.600.000 đồng. Honda Super Dream phiên bản kỷ niệm 20 năm, giá niêm yết của nó là 18.990.000 đồng và giá bán ra thị trường của nó là 19.600.000 đồng. Honda Super Dream 110cc xanh phong cách, giá niêm yết của nó là 18.990.000 đồng và giá bán ra của nó là 19.600.000 đồng. Honda Way Alpha 110cc giá niêm yết của nó là 16.990.000 đồng và giá bán ra của nó là 18.500.000 đồng. Honda Way Alpha 110cc giá niêm yết của nó là 17.800.000 đồng và giá bán ra của nó là 19.000.000 đồng. Và các bạn xem đây là cái bảng giá cập nhật của hãng xe Honda. Thì bảng giá này thì đa số các đại lý ủy nhiệm nó đã có cái thuế VAT và nó chưa bao gồm phí trước bạ và phí cấp biển đâu nha các bạn nha. Đã bao gồm phí VAT của xe nhưng mà nó chưa bao gồm phí lệ phí trước bạ và phí đăng kiểm. Và giá xe này được khảo sát tại các cửa hàng ủy nhiệm, thông tin từ nhà cung cấp, và các bạn có thể theo dõi chi tiết xe. Và các bạn thích mẫu xe nào, các bạn research ở trên Google và tham khảo cái thông số của cái mẫu xe đó, được chưa? Thì các bạn có thể xem. Thực ra thì mình trong các hãng xe này thì hãng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất vẫn là Honda Way Alpha các bạn ạ. Nó tiết kiệm nhiên liệu nhiều nhất, tiết kiệm nhiên liệu nhất so với tất cả các hãng xe của Honda. Thì mình test trước đó thì khoảng vài tuần trước ấy thì Honda thì đã test thử nghiệm ấy, thì nó cũng có cho hiệu quả rất là tuyệt vời khi một hãng xe Honda Way Alpha nó tiết kiệm xăng rất là nhiều khi nó có một cái chuyến hành trình, được chưa? Và đây là cái bảng giá cập nhật, và các bạn ai có nhu cầu thì các bạn có thể tham khảo vào bảng giá cập nhật tháng 8. Và đến đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Nếu mà các bạn thích mẫu xe nào và các bạn có thể có câu hỏi nào, các bạn để comment ở dưới cái phần video thì mình có thời gian nên mình sẽ inbox và trả lời với các bạn và để giải đáp với các bạn. Và đến đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau, và chào các bạn và chúc các bạn vui vẻ.